Vì nhiều lý do, giới hâm mộ bóng đá trên khắp thế giới sẽ được chứng kiến một kỳ World Cup kỳ lạ nhất xưa nay. Từ trong ra ngoài phạm vi chuyên môn, World Cup 2022 sẽ khai diễn tại Qatar ngày 20 tháng 11 và trận chung kết diễn ra ngày 18 tháng 12. Khác biệt đáng chú ý nhất so với truyền thống, đây là kỳ World Cup đầu tiên được tổ chức trong mùa đông ở Bắc bán cầu. Nguyên nhân là vì nhiệt độ mùa hè ở Qatar thường dao động giữa 35 và 45 độ C, thậm chí có thể lên trên 50 độ C, nên không thể chơi bóng chỉ đến năm 2015, tức hơn 4 năm sau khi trao quyền đăng cai World Cup 2022 cho Qatar. Với những cuộc thăm dò, nghiên cứu tư vấn, FIFA mới đành tuyên bố rời vòng chung kết World Cup năm nay từ mùa hè sang mùa đông. Còn trong hồ sơ đăng cai ban đầu, Qatar tuyên bố họ có thể điều chỉnh nhiệt độ ngoài trời tại sân bóng bằng các hệ thống điều hòa không khí siêu to. Khổng lồ, hàng loạt hệ quả quan trọng về mặt chuyên môn sẽ xuất hiện từ thay đổi mang tính lịch sử vừa nêu. Theo thông lệ tồn tại gần 100 năm qua, vòng chung kết World Cup luôn diễn ra trong mùa hè và đó chính là thời điểm hợp lý để các nước chọn ra lực lượng tốt nhất nền bóng đá của mình. Mùa bóng ở khu vực châu Âu vừa kết thúc quá công bằng cho việc so sánh tiền chọn, đánh giá các tuyển thủ. Đó là việc của giới cầm quân, người hâm mộ thì đã có cái nhìn sơ bộ về các cầu thủ mà họ đang chờ xem ở vòng chung kết World Cup. Trong mùa hè, các đội tha hồ thi đấu giao hữu trước giải để thử nghiệm chiến thuật, giờ thì khác hẳn. World Cup diễn ra ngay giữa mùa bóng ở châu Âu nhiều nơi vẫn đang thi đấu ở thời điểm chỉ một tuần trước khi World Cup 2022 khai mạc. Tính may rủi tăng lên rất cao, bởi không ai biết trước cầu thủ nào sẽ chấn thương ngay trước World Cup. Mặt khác, phong độ cầu thủ ở thời điểm chỉ từ 2 đến 3 tháng kể từ khi mùa bóng khai mạc cũng đang trồi sụt thất thường. Nói chung là chưa thật sự ổn định để giới cầm quân tuyển chọn. Nhiều đội cũng không thể thi đấu giao hữu trước giải. Khác biệt tích cực so với World Cup mùa hè là kỳ này, đa số cầu thủ sẽ bước vào World Cup trong tình trạng sung mãn về thể lực. Trước đây, tình trạng cầu thủ mệt ngoài sau một mùa bóng căng thẳng ở châu Âu và gây thất vọng khi bước vào World Cup là chuyện bình thường. Đặc biệt đối với các ngôi sao phải thi đấu nhiều, đây được nhận định là một kỳ một World Cup tốn kém nhất trong lịch sử. Sự chớ trêu tình cờ, World Cup 2018 vừa được tổ chức ở đất nước rộng nhất thế giới. Giờ thì Qatar lại là nước chủ nhà World Cup nhỏ nhất lịch sử, diện tích bằng một phần 1 phần 1.500 lần so với nước Nga. Nước này nhỏ về diện tích bao nhiêu thì lại giàu có bấy nhiêu. Chưa bao giờ chi phí tổ chức World Cup của nước chủ nhà lại cao như năm nay. Con số thấp nhất mà báo chí từng nêu ra là 65 tỷ đô la Mỹ, còn cao nhất thì lên đến 200 tỷ đô la Mỹ. Sở dĩ có khác biệt lớn như vậy là do những cách nhìn nhận, định nghĩa khác nhau về chi phí tổ chức World Cup chẳng hạn có tính cả tiền nâng cấp cơ sở hạ tầng vào đó hay không. Kinh phí bỏ ra nhiều của Qatar chủ yếu đầu tư và kết hợp các công nghệ làm mát tiên tiến nhất lắp đặt ở 8 sân vận động được xây mới và cải tạo sang trọng bậc nhất. Với hệ thống điều hòa không khí làm mát tập trung, giúp giải quyết các vấn đề về nhiệt độ và độ ẩm. Điều này giúp các đội tuyển khi đến Qatar thi đấu ở World Cup 2022 sẽ không còn than phiền vấn đề nhiệt độ khắc nghiệt ảnh hưởng sức khỏe cầu thủ. Tương tự là giới cổ động viên, được dự đoán sẽ có số lượng lên đến hàng trăm ngàn người từ khắp nơi trên thế giới đổ về đất nước ở khu vực Trung Đông này khi thời điểm giải đấu diễn ra. Theo các báo cáo từ tờ Diario AS của Tây Ban Nha và The Sun của Anh, nước chủ nhà Qatar đã chi hơn 200 tỷ đô la Mỹ để đầu tư vào kỳ World Cup 2022 cao gấp gần 20 lần so với nga tổ chức năm 2018 11,6 tỷ đô la Mỹ và bỏ xa các kỳ World Cup 2014 ở Brazil tốn 15 tỷ đô la Mỹ. Nam Phi 2010 tốn 3,6 tỷ đô la Mỹ, Đức 2006 tốn 4,3 tỷ đô la Mỹ và Hàn Quốc Nhật Bản cùng đăng cai chi tổng cộng 7 tỷ đô la Mỹ hồi năm 2002. Tuy nhiên, trong tổng số 200 tỷ đô la Mỹ đầu tư Qatar trên thực tế chỉ chi khoảng 6,5 tỷ đô la Mỹ để xây mới bảy sân vận động và cải tạo sân Khalifa International cùng một số cơ sở vật chất nơi đóng quân để phục vụ các đội tuyển và nơi ở tạm cho người hâm mộ trong thời gian đến xem World Cup. Phần lớn kinh phí còn lại, Qatar xây dựng nhiều cơ sở hạ tầng vừa phục vụ World Cup vừa để thúc đẩy sự phát triển đô thị và kinh tế đất nước trong tương lai. Với hệ thống giao thông hiện đại bậc nhất thế giới và vì diện tích Qatar nhỏ, người ta có thể dễ dàng di chuyển giữa mọi sân bóng tại World Cup này. Trong 8 sân vận động sẽ tổ chức World Cup 2022 thì sân xa nhất chỉ cách thủ đô Doha 46 km, sân gần nhất cách Doha 7 km. Trên nguyên tắc du khách và giới hâm mộ đến Qatar dịp này có thể xem trực tiếp tại sân nhiều trận đấu chỉ trong một ngày. Đây cũng là lần đầu tiên khán giả truyền hình được xem đến 4 trận đấu tại vòng chung kết World Cup trong cùng một ngày mà không trùng giờ. Đó là vì bản thân FIFA cũng muốn rút ngắn thời gian tổ chức vòng chung kết World Cup kỳ lạ này. Đây sẽ là lần đầu tiên FIFA áp dụng hệ thống kỹ thuật và bán tự động để bắt việt vị trong các tình huống ghi bàn trận đấu sẽ không bị gián đoạn bởi phương pháp này rất nhanh và chính xác. Đội vô địch World Cup 2022 sẽ được thưởng 38 triệu euro. Hãy cùng chúng tôi điểm qua những cái đầu tiên đáng chú ý nhất trong kỳ World Cup lần này. Mỗi đội được đăng ký 26 cầu thủ, trước đây chỉ có 23 người. Mỗi đội được thay người 5 lần mỗi trận. Trước đây là 3 và thêm một cầu thủ trong hiệp phụ. Salima Mukansanga, người Rwanda, Stephanie Frapat, người Pháp và Yoshimi Yamashita, người Nhật, sẽ là ba trọng tài nữ đầu tiên cầm còi kỳ World Cup này. Ngoài ra còn có 3 phụ nữ khác trong danh sách trợ lý trọng tài của giải. Châu Á có 6 đội đại diện. Nhiều gấp rưỡi số đại diện Nam Mỹ chỉ với 4 đội quân cấp Qatar hẳn sẽ không còn những tự do phóng khoáng như từng có ở Đức, Nam Phi, Brazil và Nga, mà thay vào đó là một quân cấp cực kỳ nghiêm ngặt. Quân cấp sắp diễn ra giữa một đất nước vùng Trung Đông và vào cuối năm. Một kỳ quân cấp mùa đông, có thể gọi như thế. 12 năm trước, khi quân cấp diễn ra ở Nam Phi. Đấy cũng là vào giữa mùa đông của Nam Bán Cầu, với cái lạnh gần 0 độ C trên miền cao nguyên Hao dù thế world cup ấy vẫn rơi vào giữa năm tức là mùa hè ở bắc bán cầu với qatar thì lại khác sau một quy trình chọn nước đăng cai đầy tranh cãi người ta đã rời giải đấu tới cuối năm để khí hậu mát hơn đôi chút và bởi cuối năm là cao điểm các giải đấu cấp câu lạc bộ châu âu nên cho đến hôm nay một tuần trước khi trái bóng world cup lăn trên sân cỏ dân hâm mộ vẫn còn bàn về cuộc đua real barca ở tây ban nha cuộc quật khởi của napoli ở ý hay là phong độ ấn tượng khó tin của arsenal ở xứ sương mù không khí Qatar 2022 vì thế mà chưa thực sự nóng như vốn nó phải thế. Diễn ra giữa Trung Đông. Cách không xa các điểm xung đột như Yemen, Syria, trong bối cảnh dư âm các cuộc chiến tranh Iraq. Afghanistan, Libya vẫn còn, an ninh trở thành mối quan ngại đặc biệt. Sự cảnh giác, cộng thêm các luật lệ khắt khe của một quốc gia Hồi giáo. Thành ra giới báo chí và người hâm mộ đến với World Cup 2022 đều phải trải qua sự giả soát nghiêm ngặt. Cũng như phải tuân thủ các quy định chặt chẽ tới mức phiền toái. Sau khi hoàn tất các thủ tục để được cấp thẻ tác nghiệp và thẻ HAYA thị thực nhập cảnh, các phóng viên phải khai báo thiết bị mang theo từ máy ảnh cho đến chiếc micro không dây. Flycam thì tuyệt đối không được sử dụng. Người đăng ký thẻ HAYA vốn được cấp khá dễ với điều kiện là đã mua vé hoặc đã được xác nhận thẻ tác nghiệp của FIFA. Một khi vào Qatar còn phải cài ứng dụng eHatray của Bộ Y tế để truy vết tiếp xúc, việc đặt chỗ ở cũng được thực hiện với các thủ tục khai báo thẻ HAYA như kiểu đăng ký tạm trú. Hồi World Cup 2018 ở Nga, những cổ động viên Bồ Đào Nha mang tới món salami cùng thứ rượu vang ngọt thơm khét tiếng được ủ từ nho trồng bên bờ Đại Tây Dương. Đôi lúc bên hè phố Moscow, họ bày ra những bữa tiệc giã chiến tưng bừng. Ấy thế nhưng, cảnh ngẫu hứng này sẽ không còn tái diễn. Khi Qatar quản lý chặt đồ uống có cồn, chỉ một số ít khách sạn quốc tế được cấp phép bán rượu bia. Việc uống bia tại sân vận động và nơi công cộng cũng bị hạn chế. Hình ảnh những cổ động viên khật khưỡng cùng chai bia trên hè phố sẽ không còn. Điều đó cũng tốt, có thể giúp giải đấu an toàn hơn, nhưng với dân xem bóng đá, những người thường đồng thanh hát. Iwana stay here and drink all your beer, tôi muốn ở đây để uống hết số bia này, đây giống như là một lệnh giới nghiêm vậy. Không mấy vui vẻ cho một mùa hội tương bừng, Hiệp hội Cổ động viên Anh và Sứ Will mới đây khuyến cáo. Không mang rượu vào Qatar hoặc uống bia rượu trên phố, bạn có thể bị trục xuất hoặc bị bắt. Một trong những phiền toái và cản trở nữa là chi phí lưu trú. Nước chủ nhà Qatar có nhiều nỗ lực để cung cấp các dịch vụ miễn phí, như tàu điện, xe buýt mỗi cổ động viên có vé đến đất nước này còn được phát một thẻ SIM miễn phí với hạn mức dữ liệu Internet 2022 MB. Ban tổ chức nước chủ nhà còn thiết lập một hệ thống chỗ ở bình ổn giá, bao gồm khách sạn siêu cao cấp, du thuyền, khu căn hộ, làng cổ động viên, gọi là bình ổn giá bởi giá ở đây không dao động kể cả lúc cao điểm giải đấu. Với mức thấp nhất là 84,07 đô la Mỹ mỗi đêm tương đương 2,1 triệu đồng, nhưng mức này đã được đặt kín chỗ trong nhiều khoảng thời gian. Mức cao nhất là 5133 đô la Mỹ mỗi đêm khoảng 128 triệu đồng. Các phòng trọ tạm thời làm bằng container tại làng cổ động viên có giá trung bình 200 đô la Mỹ mỗi đêm, khoảng 5 triệu đồng. Bên ngoài hệ thống đối tác chính thức của ban tổ chức khách sạn và loại hình lưu trú khác có giá tăng chóng mặt. Tôi thử khảo sát giá trên trang đặt chỗ Agoda, một khách sạn bình dân ở trung tâm Doha có giá trước khai mạc tầm 1 3 triệu đồng mỗi đêm, lúc vào giải giá mỗi đêm lên tới 18 triệu đồng. Giá mỗi chiếc giường trong một phòng ở chung 4 giường vào khoảng 130 đô la Mỹ mỗi đêm. Đầy thách thức và trở ngại, nhưng có một điểm đặc biệt khiến World Cup 2022 trở nên dễ dàng hơn. Đất nước Qatar có diện tích nhỏ nên khoảng cách giữa hai sân bóng xa nhau nhất chưa tới 100 km. Điều này khác hoàn toàn so với các kỳ World Cup tại Brazil hoặc Nga, khi mà muốn đi từ sân này sang sân kia nhiều lúc phải bay tới 4 đến 5 giờ. Hiện tại, đài truyền hình Việt Nam đã chính thức sở hữu bản quyền truyền thông và là đơn vị phát sóng độc quyền FIFA World Cup 2022 trên lãnh thổ Việt Nam cũng như trên các nền tảng số của VTV. Toàn bộ 64 trận đấu của FIFA World Cup 2022 sẽ được đài tường thuật trực tiếp trên các kênh VTV2, VTV3, VTV5, VTV Cần Thơ và ứng dụng VTV Go. Chương trình bình luận trận đấu với format đổi mới, hứa hẹn sẽ mang lại cho khán giả xem truyền hình những giây phút đáng nhớ cùng các trận đấu của FIFA World Cup 2022. Bản tin tổng hợp bởi kênh tin online 24h. Xin vui lòng đăng ký theo dõi kênh để luôn nhận các video mới nhất. Xin cảm ơn.